Bạn đang nghe Từ Lặng Radio, nơi đánh thức thương yêu thẳm sâu trong con người bạn. Người đàn ông thường xuyên làm ba điều này đa phần là đạo đức giả, tốt nhất nên tránh xa. Chi tiết là điều quyết định thành công hay thất bại. Chi tiết cũng nói lên tính cách của con người. Nếu bạn thấy ai đó thường xuyên làm ba điều dưới đây, rất có thể đó là kẻ đạo đức giả mà bạn nên tránh xa. Kẻ đạo đức giả có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi, và cách tốt nhất để đối phó với những kẻ này chính là nhìn thấu ruột gan chúng mà không cần phải nói ra, chủ động tránh xa trong im lặng. Nếu ai đó nói rằng im lặng như vậy thật không hay, thì hãy nhớ rằng nói ít hơn cũng thể hiện sự trưởng thành của một người. Người khôn ngoan không phải là không gặp rắc rối, phiền phức, mà họ biết cách để dự đoán và khéo léo tránh tối đa những phiền phức có thể gặp phải. Khi kết thân với những người đạo đức giả, bạn sẽ thấy cuộc đời mình thêm nhiều phần bấp bênh như đi trên một chiếc cầu lắc lư bắc qua con sông đang tạt gió. Bạn không biết mình có thể bám vào đâu, tin tưởng vào ai xung quanh mình. Đó là lý do tốt hơn hết bạn nên tránh xa những người có thể mang đến phiền phức cho mình. Cách nhận biết lòng dạ người khác tốt nhất là thông qua quan sát từ những điều tưởng chừng nhỏ nhặt hàng ngày. Chi tiết là điều quyết định thành công hay thất bại. Chi tiết cũng nói lên tính cách của con người. Nếu bạn thấy ai đó thường làm ba điều dưới đây, rất có thể đó là kẻ đạo đức giả mà bạn nên tránh xa. 1. Trốn tránh trách nhiệm. Những người đạo đức giả thường rất khéo léo, họ luôn có thể trốn tránh trách nhiệm một cách tài tình. Khả năng ngôn ngữ tốt của họ khiến mọi người dễ tin tưởng vào những điều họ nói, lái sự việc sang một hướng hoàn toàn khác. Những câu nói phổ biến mà kẻ đạo đức giả thường xuyên sử dụng như: "Tôi đã nói nó sẽ như thế này. Tại sao bạn không nói điều đó sớm hơn? Xem này, bây giờ vấn đề thực sự như tôi đã lo lắng." Những lời nói này nghe như tràn đầy sự hối hận cùng bất lực, nhưng chính là đổ lỗi cho người khác vì không nghe họ nên mới để sự tình ra nông nỗi này. Khi gặp phải loại người này trong cuộc đời, đừng mù quáng bị họ dẫn dắt. Nhất định bạn phải suy nghĩ thấu đáo nhân quả, nhìn nhận sự việc một cách khách quan, chứ không phải theo những thông tin mà họ cung cấp cho bạn. Bạn cũng đừng bao giờ từ bỏ niềm tin vào bản thân chỉ vì một sai lầm mình từng mắc và trao sự tin tưởng đó cho người khác. Kẻ đạo đức giả muốn nhận nhiều lợi ích nhưng nhất định không muốn chịu trách nhiệm gì. Nhớ rằng thế giới này luôn công bằng, bạn luôn phải trả một cái giá cho thứ mà bạn muốn sở hữu. Bạn càng sở hữu nhiều thì trách nhiệm bạn phải gánh càng lớn. Không có gì là bạn có thể đạt được một cách dễ dàng. Nếu bạn cảm thấy rằng gánh nặng trên vai mình rất nhẹ, hãy biết rằng chắc chắn có ai đó đang phải gánh phần nặng giúp cho bạn. Môi trường sống của mỗi người là khác nhau và những điều chúng ta trải qua cũng không giống nhau. Chính vì điều này mà mỗi người hình thành nên những tính cách hoàn toàn khác nhau. Đằng sau mỗi tính cách là sự hiểu biết của mỗi người về cuộc sống. Khi gặp phải kẻ trốn tránh trách nhiệm, bạn phải tránh càng xa càng tốt, vì không ai biết người đó khi nào sẽ đùn đẩy trách nhiệm cho bạn và đùn đẩy như thế nào. Người tử tế luôn dám đối mặt với vấn đề và nhận đúng trách nhiệm của mình. 2. Lời nói và hành động không nhất quán. Để biết một người có chân thành hay không, bạn chỉ cần xem phản ứng của anh ta khi sự việc xảy ra. Người chân thành nói là sẽ làm. Kẻ đạo đức giả sẽ để lời nói cuốn theo gió bay, hành động hoàn toàn ngược lại. Mỗi người trưởng thành đều có nhiều hơn một chiếc mặt nạ để trưng ra với người khác. Những suy nghĩ trong lòng có lẽ chỉ họ mới có thể thấu được. Tuy nhiên, chúng ta có thể phần nào đoán biết về cảm xúc thật sự của một người dựa trên lời nói và việc làm của họ. Những người luôn do dự khi sự việc xảy ra thường không đáng tin cậy. Một mặt họ sẽ nói như thể mình rất đáng tin cậy, nhưng mặt khác lại nhanh chóng tìm cách rút lui sớm.
người nói một đằng làm một nẻo, không nên kết thân. Trong các mối quan hệ cá nhân, để phát hiện ra kẻ độc hại thật sự không khó, chỉ là bạn có chịu tìm hiểu và chịu công nhận điều mà mình thấy trước mắt hay không. Nếu một người luôn nói lời hay, nhưng khi sự việc xảy ra lại hành động không liên quan đến những gì mình nói, bạn sẽ không thể tin tưởng những người như vậy. Tốt hơn hết, tránh xa họ, càng ít liên quan sẽ càng tốt. 3. Vô ơn. Có những người sẽ luôn tìm đến bạn khi họ gặp khó khăn, nhưng khi bạn cần, họ sẽ tuyệt nhiên không có mặt. Người vô ơn như vậy, tốt nhất không nên giữ bên mình. Trong đời, có 3 người mà bạn đừng bao giờ quên. Đó là người đã giúp bạn, người đã đẩy bạn vào khó khăn và người đã bỏ mặc bạn. Khi bạn tuyệt vọng, người đưa tay ra với bạn chính là người bạn nên trân trọng suốt cuộc đời. Kẻ chỉ tìm đến bạn khi họ cần rồi nhanh chóng biến mất, dù với lý do gì cũng không phải người tử tế. Họ coi thường giá trị của người khác, sẽ lợi dụng bạn khi họ cần và khi mọi chuyện xong xuôi, họ sẵn sàng phủ nhận lòng tốt mà bạn đã giúp đỡ. Càng tử tế với những người này, họ sẽ càng coi thường bạn, tìm cách lợi dụng bạn thật nhiều. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Các bạn thấy nội dung của chủ đề hôm nay như thế nào ạ? Hãy comment bên dưới để chúng mình rút kinh nghiệm cho tập sau tốt hơn nha. Những lời khuyên và đóng góp của các bạn sẽ giúp Lặng Radio không ngừng hoàn thiện và phát triển. Để tiếp tục cùng Lặng Radio lan tỏa ý nghĩa cuộc sống, những điều tốt đẹp, các bạn hãy chia sẻ tới bạn bè và người thân của mình cùng theo dõi nhé. Bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào hình quả chuông bên cạnh để nhận những thông báo cho bài viết tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!